Làm thế nào để cài đặt ứng dụng sổ mẹ và bé trên điện thoại di động? Thật đơn giản, chỉ với vài thao tác sau. Bước 1. Truy cập vào kho ứng dụng trên điện thoại di động của bạn như biểu tượng trên màn hình. Bước 2. Nhập từ khóa sổ mẹ và bé vào thanh công cụ tìm kiếm. Bước 3. Nhấn vào nút cài đặt hoặc biểu tượng cài đặt để tải ứng dụng về điện thoại. Để sử dụng ứng dụng, hãy bắt đầu bằng việc đăng ký tài khoản miễn phí nhé! Bạn cần chạm vào biểu tượng của ứng dụng. Đầu tiên, bạn hãy chọn nút đăng nhập. Tiếp theo, bạn hãy chọn đăng ký. Hãy trả lời các câu hỏi được đưa ra và nhấn vào nút tiếp tục. Vậy là bạn đã tạo tài khoản thành công. Với mỗi tài khoản sổ mẹ và bé, bạn có thể tạo nhiều sổ theo dõi sức khỏe cho từng thành viên trong gia đình. Cách 1, bạn chọn nút tạo sổ ở trang chủ. Cách 2, bạn chọn sổ sức khỏe ở thanh menu chính, sau đó chọn tạo mới sổ theo dõi sức khỏe. Bạn hãy điền chính xác các thông tin thiết yếu của sổ và bấm chọn nút tạo sổ. Bây giờ, ta có thể sử dụng các chức năng hữu ích của sổ. Như theo dõi cân nặng chiều cao của trẻ, theo dõi nguy cơ sức khỏe, cập nhật thông tin các mũi tiêm của bé và các thành viên trong gia đình. Ứng dụng sẽ nhắc nhở cho gia đình về lịch tiêm phòng, lịch khám thai, khám sức khỏe, cũng như các chú ý tại những mốc thời gian quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Bạn cũng có thể cập nhật thông tin chăm sóc sức khỏe hữu ích từ mục tin tức của ứng dụng. Trong thông báo của hệ thống tới người dùng ứng dụng, các thông tin sẽ được cá nhân hóa để phù hợp với từng người dùng. Chức năng kinh nguyệt giúp mẹ có thể theo dõi sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra, ứng dụng sổ mẹ và bé còn rất nhiều các tiện ích khác. Theo thời gian, ứng dụng sẽ được cập nhật các tính năng mới để phục vụ nhu cầu người dùng tốt hơn. Ứng dụng sổ mẹ và bé đã có mặt trên App Store và Google Play. Hãy tải ứng dụng ngay hôm nay.